Xin chân thành cảm ơn anh em đã đến với Đảo Kinh Dị. Và hôm nay chúng ta sẽ được đến với một bộ truyện cực mới cực hay, chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đâu, của tác giả Hoàng EZ. Đó chính là bộ Mẹ ơi đừng nhập tràng. Và Hoàng EZ cũng là tác giả của những bộ truyện vô cùng hấp dẫn chúng ta đã được đón xem trên kênh, như Đất Khá Độc hay là Thị Trấn Trùng Tàng. Chuyện của tác giả này thì rất là đảm bảo về chất lượng, nên anh em cứ yên tâm về cái độ hấp dẫn của nó. Và bởi vì mình đã mua độc quyền truyện, nên là cũng xin đảm bảo với các bạn rằng tôi sẽ đọc hết bộ này và không drop. Chính vì vậy, kính mời các bạn đón xem. Cảnh làng vắng vẻ điều hưu giữa một đêm trời không trăng sao. Giấc đây ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng một người vẫn từng nhịp chân gấp gáp với đòn gánh lỉnh kỉnh trên vai. Đó là ông chú bán dầu. Vì mưu sinh thì ông phải lặn lội từ làng nọ đến làng kia buôn bán, đến tận khuya chờ khuya chật mới quay trở về nhà. Nhưng cũng chính tại lý do đó, không ít lần chú bán dầu đối diện với thế giới tâm linh đầy huyền bí, những thứ đôi khi chỉ rõ ràng sau giữa giờ dậu. Lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Vừa qua khỏi bãi tha ma được vài bước, ông mới mừng thầm, thì bỗng chú ta chợt có cảm giác một người nào đó đang dõi bước sau lưng. Không ngoái đầu lại, ông kiên định hướng thẳng một mạch tiến về phía trước. Tuy vậy thì chỉ được một đoạn, ông đã chẳng lê chân nổi nữa rồi. Dị thường thay là cái gánh ngày càng chịu nặng, thành gỗ ép mạnh xuống tới mức trẹo cả vai ông. Chẳng tài nào chịu được nữa, chú ta vùng ra khỏi gánh, quay thẳng về sau rồi lớn tiếng chửi sủa. Nhưng ngay sau đó, răng môi ông cứng đờ. Trên cái lu đựng dầu, có một thứ đang ngồi chẳng ra ngồi, đứng chẳng ra đứng. Mình mẩy nó đen thủi đen thui, tay chân cũng chẳng có, chỉ mỗi cái đầu to cỡ cái trống làng. Hai cặp mắt thì đỏ hoen hoét, đang chớp lấy chớp để. Điều đó khiến cho quả tim trong lồng ngực ông chú muốn nhảy sổ cả ra. Ông hét toáng lên một tiếng rồi cắm đầu mà chạy. Mặc dù là bao lần gặp ma, nhưng mà lần nào cũng sợ đến kinh hồn bạt vía. Chú ban dầu cứ thế co giò lên cổ, lao đi không biết điểm dừng. Cho đến khi ông bắt gặp có căn nhà vẫn còn sáng đèn, nằm lặng lẽ một mình cạnh lũy tre rậm rạp, chú ta bèn la ơi ới xin cứu mạng. Cửa không có đóng, ông nháo nhào vô thẳng bên trong. Nhưng mà chú ấy vội khựng lại và vỡ lẽ. Cái thứ ánh sáng phản phất kia thực chất không phải vì ai đó đang thức, mà là từ những ngọn nến đang xếp thành vòng tròn ở dưới nền đất lạnh lẽo. Giữa đó một cỗ quan tài cũ mềm dần lộ ra khi làn gió khe khẽ thổi qua. Xung quanh thì nào là gỗ rằng, nào là ván thiên mục nát nằm ngổn ngang. Nhìn mấy cái nét chữ vàng hoe trên tấm chướng treo gần bên, chú bán dầu sực nhận ra. Trùng hợp đến đáng sợ, ông đang trong cửa hiệu bán hòm ở chốn làng này. Tuy nhiên là nơi đây đã bỏ phế lâu lắm rồi. Chú cả nghe đâu vì nuôi ngải, bị nó nhai mất cả cái đầu. Ấy vậy lý do nào mà chỗ đây lại xuất hiện những cái thứ kia? Chẳng lẽ người nào đó vừa bài trí rồi bẵng đi đâu mất? Câu hỏi ấy không ngừng dấy lên trong đầu ông chú đang hoang mang cực độ. Những thắc mắc còn chưa được giải đáp, bất chợt ông nghe có âm thanh lạ từ bên phía quan tài. Tò mò thì chú ta bước dè chừng từng khoảng ngăn ngắn đến gần cái thứ trước mặt. Từ khắc ông sững cả người. Từ cái khe nơi nắp quan, những cái giọt đỏ ngầu đặc quánh đang lan tăn nhễu xuống. Một cái mùi tanh ngấy tựa máu tươi nhanh chóng chiếm lấy khiếu giác của ông. Trời ơi! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ngỡ đầu thoát khỏi thứ quỷ quái kia là an toàn, không ngờ là gặp sự còn kinh khiếp hơn. Người đàn ông ấy vừa la vừa xoay đầu chuẩn bị lấy đà mà chạy. Nhưng thật không may, cánh cửa chính cũng là lối ra duy nhất đột nhiên đóng sập lại, rầm một tiếng. Chú bán dầu tông chân đá vào cửa liên hồi. Ngay sau đó trong không gian, những cái giọng cười man dại chẳng rõ từ đâu nổi lên. Đối mặt với cảnh ngặt nghèo, ông biết chỉ có sự bình tĩnh mới cứu được thân. Chú ta sực nhớ là trong người đang mang theo một tấm bùa bình an thỉnh được ở chùa trong thời gian gần đây. Đôi tay ông run lên dữ dội nhưng vẫn gắng lôi nó ra rồi đưa về phía trước.
Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, giọng cười dần tắt hẳn. Chú ban dầu chớm nở nụ cười, thở phào. Ông mới từ từ ngước mặt lên. Lập tức từ một cái đầu ướt đẫm máu xà đến ngay trước ông, gần đến mức chỉ cách có vài phần. Cái mồm của nó rộng toác, chẳng thấy lưỡi đâu, chẳng thấy răng, chỉ thấy một mớ giòi lúc nhúc đang ngọ nguậy. Giọng thì thào xen sự man dợ vang lên. Cả Phật cũng không cản được ta. Đây là một tác phẩm được viết dựa trên chuyện lịch sử có thật. Mọi nhân vật và địa danh đều đã thay đổi. Phần 1. Cây gòn 9 tầng. Rồi sau đó như thế nào? Dế run lẩy bẩy. Chàng trai ngồi cạnh vừa gãi đầu vừa cười. Tao cũng không rõ nữa. Đấy là chuyện tao nghe bà kể lúc còn sống, khá lâu rồi. Và lại nó xảy ra ở bên Xiêm. Hai cậu thanh niên, một người tên Dế, người còn lại là Bốn, họ cùng ngồi trên chiếc xe ngựa. Tiếng lộc cộc đều đều giữa cảnh đồng vắng, đêm trời tĩnh mịch. Phía sau thùng kéo bấy giờ trống trơn, cả hai đã hoàn tất việc được giao suốt mấy ngày vất vả trên kinh thành, đang thanh thản mà về trở lại làng. Để giết thời gian, họ thường kể nhau nghe đủ sự trên đời suốt cả chặng đường. Nhưng mà vì hiểu anh bạn của mình là kẻ yếu bóng vía, Bốn hay đem mấy cái mẩu chuyện ly kỳ về quỷ về ma ra để mà trêu ghẹo thằng Dế. Còn đang run, nắm dây cương chẳng chắc nữa, Dế đã bất giác trông thấy ánh đèn lấp ló sau những lùm tre. Là nhà của Bốn. Khi đến đấy anh ta sẽ vào ngủ nghỉ, còn Dế tiếp tục đánh xe một mình trở về trại ông Tổng. Hay là mày theo tao đi, chứ đêm hôm ớn quá à? Nghe Dế càng sợ sệt, Bốn lại càng khoái chí, cố không cười thành tiếng. Cái gì? Ai mà rảnh? Theo mày rồi tao cuốc bộ về à? Chiếc xe ngựa dừng lại, Bốn vác thân mình béo ụ treo xuống, Dế mới đưa tay. Ê, đừng mày! Vào làm cốc trà cho ấm đã. Cha mẹ của Bốn thì rất mến chàng Dế, một người hiền lành chân chất, còn mang hoàn cảnh rất là đáng thương. Vừa thấy anh ta ghé nhà, họ mới niềm nở mời vô. Cũng lâu rồi vợ chồng ấy chưa có gặp Dế. Lên trên kinh có mệt không? Dạo này ốm hơn hẳn đó. Mẹ của Bốn mới chế trà mời cậu trẻ. Bốn chề môi. Đi cả tuần lễ hỏi thăm tới trước thì không hỏi, giảm tới mấy cân rồi đây này. Cả nhà bật cười, họ vui vẻ chuyện trò ăn tối giữa anh chàng. Khi đã no nê phụ giúp dọn dẹp xong, Dế chào mọi người rồi quay lại xe. Tưởng chừng là chàng đã bỏ được mấy cái chuyện kỳ dị ra khỏi đầu, thoải mái tiếp tục lên được. Nhưng bỗng cha của Bốn vịn tay Dế. Này con trai, đừng qua cái miếu cây gòn, đi lối vòng đi, xa hơn nhưng mà an toàn. Chàng trai mới không khỏi thắc mắc. Hỏi thì biết, độ mấy ngày gần đây, trong khi hai cậu trẻ vắng nhà, có chuyện xảy ra ở nơi tuyến đường huyết mạch tiếp giáp giữa hai huyện, đó là miếu cây gòn. Nghe đầu một con hổ rất là lớn, chẳng rõ từ rừng nào xuống, thường rình rập kẻ qua đường. Tuy là chỉ trong thời gian ngắn thôi, nhưng mà đáng sợ thay, có tổng cộng 7 người đã bị nó ăn thịt. Khi đến xem hiện trường chỉ còn thấy quần áo đẫm máu, đồ đạc vương vãi. Tới con ngựa kéo xe cho những người xấu số cũng chỉ còn lại cái cẳng chân. Lính của hai huyện, thậm chí là điều động cả quân tinh nhuệ từ quan lãnh binh đến truy lùng, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa bắt được loài vật khát máu. Điều đó làm cho dân chúng, nhất là những người buôn bán thường qua đoạn đó hoang mang vô cùng. Không phải là do cái thứ đang thoát ẩn thoát hiện, mà là vì thực tế chưa một ai nhìn thấy hình hài nó trông như thế nào. Cũng chỉ dựa vào dấu chân để lại trên đất quanh miếu rồi đoán đó là một con hổ lớn mà thôi. Nhiều kẻ đồn đoán khả năng cao nó thực sự là loài tinh đã từng bị một vị đạo nhân sống ở Tổng Bách Trì đánh đuổi cách đây gần 100 năm về trước. Nay nó phục hồi được phép nên quay trở lại vùng này hòng trả thù, đoạt mạng người mà dựng ma trại. Dẫu sao thì con trai cũng chớ có âu lo, kẻ đời theo dệt chứ chi đâu. Thời gian qua ai nấy đều đi lơi phòng, họ bình an hết cả mà. Úi, có chuyện hệ trọng như vậy sao giờ cha mới nói?
để tôi đi theo nó vậy? Bốn sồng sộc chuẩn bị lên xe, Giấy đã đưa tay cản lại. Thôi thôi, nghĩ đến chốc nữa mày phải một mình quốc bộ về đây, tao còn lo hơn đó. Cha của Bốn tiến lại, ông đặt tay lên vai người con. Sở dĩ là ta không kể từ đầu, vì chuyện này chẳng đáng nghĩ nhiều. Thằng Giấy cứ theo lời ta dặn là được rồi. Chàng trai mới tiếp tục lên đường, anh trở nên cảnh giác hơn cả. Dưới bóng trăng tỏ mờ, gió vi vu thổi, mặc cho cành nhánh chỉ lay động nhẹ, Dế đều thoát đầu nhìn ngay. Chẳng bao lâu thì cỗ xe đã đến một ngã ba. Rẽ trái là qua đoạn miếu cây gòn, rẽ phải thì phải đánh một đoạn xa nữa thì mới tới được nơi cần tới. Ấy vậy mà chẳng cần nghĩ ngợi thêm khắc nào, Dế tiến thẳng vào con đường, anh biết là sẽ tránh được cái thứ quái ác đang ẩn mình. Hai bên rừng cây u tối, bóng trăng ánh sao trên đỉnh đầu ngày càng mờ dần một cách kỳ bí. Lòng Dế bỗng nào nào khó tả, tựa ở trực giác mách bảo rằng điều gì đó sắp xảy đến rồi. Tiếp thêm một đoạn nữa, chợt ngựa hí lên, Dế giật mạnh dây cương, cỗ xe mới khựng lại. Anh ngơ ngác. Phía đằng trước thì khói sương miệt mù ùn ùn kéo đến rất là nhanh. Chúng bít bùng cả lối, mặc cho tiết trời mùa này hanh khô. Không chỉ vậy thì đoạn đây trước giờ làm gì có cái sự quái đản nào. Chàng trai ngờ ngợ, chẳng tài nào nhìn rõ lối đi được nữa. Anh quay đầu về sau, lo lắng những cái chuyện xa xăm. Chết mỡ rồi, nhỡ đâu ông 30 đã biết đoạn này thường có người qua, đổi chỗ rình mồi. Khói kia là do ống tạo, nếu mình đi vào, ống phóng ra thì phải đối phó ra sao? Dế mới vò đầu. Hay là quay lại đi đường kia? Mà cũng không được nữa, nếu phỏng đoán của mình sai, lại vô tình tỏ ra nguy hiểm, rồi lại còn dại dột lao vào kìa. Sau một hồi ưu tư đắn đo, cuối cùng Dế đã có quyết định cho bản thân. Anh hít một hơi thật sâu, đưa cỗ xe ngựa từng nhịp thật chậm tiến vào sương khói. Và mình rất là thích cái cách mà chuyện này nó được xây dựng lên. Nó một cái không khí âm u ám ảnh của Bắc Bộ ngày xưa. Xin tâm sự với anh em một chút là Taka mình mới đi xem một cái show gọi là show diễn tinh hoa Bắc Bộ ở gần chùa Thầy về. Nó miêu tả lại những cái khúc sát hát à ơi, rồi cảnh người dân Bắc Bộ chúng ta trong một vài trăm năm trước. Các ông, các bà, các cụ ngày xưa chúng ta thì tát nước, rồi cày cấy, rồi sĩ tử đi thư, kiểu thế. Thế nên là khi đọc câu chuyện này thì mình cực kỳ thích cái cảm giác mà không khí âm u của cái miền Bắc chúng ta trong những cái ngày xưa cũ, một vài trăm năm về trước. Nó rất là hay và rất là hấp dẫn. Và nếu đọc đến đây bạn thấy hay rồi thì đừng quên cho Đảo Kinh Dị xin một like nho nhỏ. Hãy nhấn like ngay và luôn đi nhá. Thêm vào đó nữa là để lại một bình luận nữa thì càng tốt. Nào, chúng ta hãy đến với chương tiếp theo. Phần 2: Kẻ ấy là ai? Cổ chàng trai hoạt động liên tục, hết trách trái rồi lại trách phải. Cặp mắt cũng vậy, đảo không ngừng giữa cái màu trắng đục vây quanh. Dế cảm nhận được sự lạnh giá đang nhanh chóng xâm chiếm cơ thể mình, tựa như xuyên thấu cả tim gan. Bàn tay tuy đã cứng đờ, anh vẫn cố nắm giữ dây cương. Miệng chàng trai mới lẩm nhẩm: Kính xin trời Phật phù hộ cho con qua kiếp nạn này, kính xin trời Phật ạ. Dường như lời thỉnh cầu của Dế đã thấu tới bề trên. Chốc lát sau, khói sương dần tan bớt, để lộ ra con đường phía trước dưới ánh trăng ngả. Dế mừng rỡ, chàng thở phì phào rồi tạ ơn đấng toàn năng hết nấc. Nhưng có lẽ mọi thứ thực sự không như Dế tưởng. Cỗ xe vừa mới dịch thêm được một đoạn, chàng trai sực nhớ ra có yếu tố bất thường. Hả? Sao chỗ này trông cứ là lạ mà quen quen? Dế chớp mắt liên tục, chỉ còn một bên đường là rừng, bên còn lại toàn những bụi thấp tùm. Một cây gầy cao chóng xuất hiện trước tầm mắt của chàng, thân nó thẳng, to, đứng sừng sững như lính tráng. Những cái cành lá phía trên lưa thưa có vài nhánh. Dế ngước nhìn, lầm nhầm rồi đếm. 1, 2, 3... Chàng mới hốt hoảng. Tổng cộng có 9 tầng tán. Không thể nào lẫn vào đâu được nữa. Nó đích thị là cây gòn gắn với một tích tâm linh từng khiến muôn dân hãi hùng. Bên dưới để có ngôi miếu thờ vị trấn giữ,
danh là ông Sầm. Là kẻ nhát gan, giấy mới loạn hết cả lên. Còn mợ nó cái gì thế này? Rõ ràng là mình rẽ vào đường vòng rồi mà. Sao lại như vậy? Nhanh chóng thì sâu trong tâm khảm của chàng trai, vô số những cái chuyện dị thường kẻ đời thêu dệt hiện về. Nào là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, kết cục không chết thì cũng hóa điên hóa dại. Anh mới vội vàng bỏ dây cương, quyết nhảy khỏi xe, tìm đường thoát thân cho gọn. Đột nhiên con ngựa lại hí lên. Như có điều gì đó đang lôi kéo con vật ấy, nó phóng về phía trước rất là nhanh. Dế không kịp rời xe nữa, anh bám vội vào dây cương, níu hết sức có thể. Dừng lại, dừng lại! Chưa kịp thoát khỏi hoảng loạn hiện tại, đã có thứ khác đập ngay vào mắt chàng trai. Dưới cái vầng trăng mờ mờ ảo ảo, một bóng người bỗng chốc lộ ra. Kẻ này đang đứng giữa đường giữa lối, song song với miếu cây gòn. Mái tóc gắn ta dài rũ rượi, phủ kín cả mặt. Đã vậy quần áo đầy những vệt đỏ hoen hoét, tựa như máu đào. Dế sợ tím tái cả da thịt, chẳng dám tin bản thân đang gặp ma. Anh mới tự thuyết phục đó là người. Chàng vừa kéo dây vừa gào to. Tránh ra! Con ngựa cứ thế điên cuồng lao tới, chiếc xe phóng rất là nhanh, ngày một gần với kẻ quái dị. Dế biết là cứ với cái đà này, thứ anh đang ngồi trên sẽ tông vào cái tên chán sống kia mất. Chàng ý ối không ngơi, nhắm chặt mắt lại. Tránh mau cái đồ khùng! Rồi một làn gió bỗng thổi qua cơ thể, Dế nổi hết cả gai ốc. Nhưng mà thật là kỳ lạ, xe ngày càng chậm dần rồi mới dừng hẳn. Dế mở ngay mắt ra, con ngựa đang say sưa gặm cỏ, có vẻ là nó đã trở lại bình thường. Còn Dế mồ hôi thấm đẫm trên trán anh từ lúc nào, răng môi trắng đánh vào nhau cầm cập. Thôi xong rồi, cũng tại mi đó, ta cán chết người rồi. Dế mới vội quay đầu lại, nhảy khỏi cỗ xe. Anh cố lê đôi chân đang run rẩy về phía miếu, nhưng cũng chóng khựng lại, chàng mới đờ ra. Không hề có kẻ nào đang nằm thoi thóp giữa đường như Dế đã tưởng. Anh ngờ ngợ bước tới, đảo mắt sang các bụi lùm. Hay là bị văng vào miếu rồi? Dế tiến đến gần hơn, nhìn vào trong cái nơi thờ ông Sầm. Thông thường thì chỗ đây lúc nào cũng khói hương nghi ngút, đèn nến sáng trưng. Bởi vì người nào đi qua đoạn này đều ghé vào xem việc phụng thờ hoặc là cầu mong bình an. Thế nhưng mà những ngày gần đây chẳng ai dám bén mảng đến miếu, do vậy chỗ đó tối om om. Dế mới bước thêm chăm chăm vào trong. Chàng cố quan sát kỹ lưỡng. Cái miếu này không quá lớn, ngoài những pho tượng đang nằm trên bậc ra, dưới thì là những món đồ cúng đã lạnh tanh vương vãi, chẳng hề có một cái gì khác. Cái tia can đảm trong phút chốc chợt tắt, mồ hôi hột bắt đầu lăn xuống gò má của chàng trai. Không lẽ kẻ ban nãy là mợ ma? Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, bất thình lình một thứ gì đó lạnh ngắt khẽ động vào vai của chàng. Dế giật lên một phát, nuốt nước bọt cái ực. Chàng từ từ nghiêng đầu về sau. Trong cái ánh sáng lờ mờ, thứ ấy cách Dế chỉ có vài phần. Bàn tay nó vẫn yên vị trên vai của anh. Không gì khác là kẻ ban nãy với mái tóc dài đang phất phơ theo làn gió lạnh thổi qua. Chàng trai kinh hãi tột độ, anh réo lên đến ngoạc cả mồm, té ụịch ngay xuống đất. Lạy ông lạy bà, xin tha mạng cho tôi. Thứ ấy mới sấn tới, Dế vội cúi dập cả người, chắp hai tay khấn như chưa từng được khấn. Nước mặt nước mũi chảy ướt cả cổ, cứ thế anh liên tiếp lặp lại hành động cầu xin, gào tới khản cả giọng. Chập sau thì nghe yên ắng, thấy hơi lạ, đoán chừng thứ kia chắc chả có hại gì mình. Dế mới dần bình tâm, anh ngước mặt lên. Chợt Dế thấy kẻ chàng cho rằng là ma đang ngồi ngay phía trước, hắn đăm đăm vào anh. Ngay lúc đó bỗng có giọng nói vàng lên. Nãy giờ anh làm cái gì vậy? Hả? Dế giật thoát cả mình, ngã uỳnh ra đằng sau. Lạy ông, không, hình như là giọng con gái. Lạy bà, đừng có hiếp tôi còn chưa lấy vợ mà. Cái gì? Anh nghĩ tôi là hạng người như vậy à? Chờ bà tính làm cái gì tôi? Không,
tôi mới là người muốn xem anh tính làm trò gì đó. Nỗi sợ lẫn ngờ vực trong Dế thoáng chốc gần như đã tan biến. Anh chớp mắt liên tục về phía kẻ đang chống tay lên cằm. Quanh đây quá tối, không rõ tướng mạo người đó ra làm sao, nhưng mà cái vóc dáng kia cũng như chất giọng rất là êm, đoán được đấy hẳn cũng là một cô gái trẻ, cũng là người đâu đó sống tại cái vùng này. Bà không phải là ma hả? Ma? Tôi là quỷ. Ôi trời đất thần Phật ơi. Dế lại hoảng lên, lồm cồm bò dậy. Với động tác rất là nhanh, người kia túm chặt lấy vai áo của chàng. Cái đồ nhát gan, tôi đùa mà. Không, tôi không có tin. Bà là quỷ, là con quỷ. Tôi có điểm nào giống quỷ hả? Dế mới mếu máo, dướn người muốn chạy. Chỉ có quỷ mới bị xe tông mà biến mất mà còn sống thôi. Bình thường mà, từ từ tôi sẽ giải thích cho. Riêng chỗ này thì không nên nán lại lâu. Anh cho tôi đi nhờ xe được chứ? Dế mới gãi đầu. Tại sao? Con hổ tinh sẽ đến đây bất cứ lúc nào đó. Dế mới luống cuống. Anh và 10 người mới quen mau chóng quay lại xe ngựa. Giữa cảnh đêm thì tiếng lộc cộc đều đều vang vọng giữa những cái rừng cây. Chỉ ít giờ Dế đã cảm thấy ổn hơn. Qua khỏi được miếu cây gòn, còn có thêm người bạn đồng hành quái lạ ngồi cạnh. Kể ra thì cái giọng cô ta vừa nghe qua đã cảm nhận được sự ấm áp hiền hòa. Muốn nghĩ đến gì đó đáng sợ thì cũng không có dễ. Mà tôi chưa có biết tên cô. Sao vậy? Tên cô là gì? Dế bèn nghiêng đầu nhìn người ngồi sau thùng xe. Trông cô ta có vẻ đang ngẫm nghĩ căng thẳng lắm. Thật là bực mình đó. Tự nhiên anh hỏi câu khó vậy. Hả? Tôi chỉ hỏi tên thôi mà. Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra. Dế ngạc nhiên, anh liền đánh xe chậm lại. Cô đừng có xạo nha. Như tôi tên là Dế này. Người kia mới vò mớ tóc rối rèn. Anh gọi tôi là cái gì cũng được. Chàng trai ngờ ngợ thầm nghĩ. Chẳng lẽ người này bị đãng trí? Dế chẳng ngừng thắc mắc. Mà hà cớ gì khuya lắc khuya lơ, thân lại là con gái, cô một mình ở chỗ đó. Phải rồi, quần áo cô dính máu có đúng không? Cô đừng có nói cô là một tên sát nhân nha. Không, anh hỏi từ từ thôi, dồn dập như vậy sao mà tôi trả lời kịp. Được rồi, thế thì vì lý do gì mà cô ở đó? Người kia hết ngước đầu nhìn chàng, rồi lại đưa mắt về hướng con đường. Cô ta kể rất là chậm, như đang khó khăn trong việc nhớ ra mọi sự. Người ấy thì chẳng rõ bản thân là ai, trước đó từng sống ở nơi nào và làm cái gì. Cô chỉ biết là sáng nay lúc thức dậy, cô đã thấy mình đang nằm trong cái chỗ mà Dế gọi là miếu cây gòn. Sau đó thì có con hổ lớn xuất hiện, quanh người nó nồng nặc sát khí, cô mới liền đánh đuổi nó đi. Loài tình ấy điên tiết, trước khi chạy lại vào rừng sâu, nó bảo khi trăng lên cao, phục hồi được yêu khí sẽ quay trở lại báo thù. Sau đó cô ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cũng chẳng biết phải đi về đâu nên lại lăn ra ngủ nơi miếu. Cho đến khi nghe tiếng ồn ào, phát hiện có người đánh xe qua, với ý xin qua giang để chạy trốn loài tình hiểm ác, cô mới vội chạy ra giữa đường chặn lại. Tuy nhiên là vì con ngựa ngửi thấy mùi hổ còn vương quanh quẩn nơi đó, nó mới sợ quá theo bản năng lao đi điên dại. Cũng may là cô gái nhanh chân mà tránh được. Nghe xong chuyện ấy thì Dế há hốc cả mồm. Cô là thần thánh à? Phần 3. Người kia lẳng lặng chẳng đáp, Dế mới ngẫm nghĩ. Chuyện một người thoát cái đã biến mất khỏi vó ngựa đang sồng sộc lao đến thì rõ ràng là không hề tầm thường. Hơn cả ở nơi miếu suốt mà chẳng bị loài ác làm hại. Ắt là cô ta đấu được với cả hổ là cái chuyện có cơ sở. Dế chưa từng dám tưởng tượng sẽ gặp được một vị bất phàm thế kia. Anh phấn chấn đến lạ, quay đầu nhìn cô gái rồi lại lặp lại việc đó suốt cả quãng đường. Khi mà đã vào tới làng Ong, gần đến trại của họ nhà cai tổng, Dế nhớ ra có câu quyền hỏi. Ê, nhưng mà cô tính đi đâu đó? Người kia mới lưỡng lự. Tôi không có biết nữa. Tôi chỉ muốn tránh xa con hổ thôi. Chắc là cũng đủ xa rồi đó. Tức là cô đâu còn nhớ
đền ở đâu hả? Đền? Ừ, thần thánh thì phải ở trong đền chứ. Cô gái phì cười rất là đáng yêu. Cái đồ hâm. Ê, cô cúi xuống đã. Đến trước cổng trại, có hai tên lính canh đang ngủ gà ngủ gật. Nghe động một tên hé hé mắt. Dế à, về rồi sao? Vào đi. Cỗ xe chạy vô nơi rộng lớn rồi dừng lại ở một góc. Giấc này thì trong đây vắng vẻ, chỉ có mấy con chó lâu lâu sủa đôi ba tiếng. Dế bước ra khỏi xe, vặn vẹo xương khớp. Thế là anh cũng hoàn tất công việc. Cô xuống được rồi đó. Đây là trại của họ ông Tổng, người lạ không được phép vô đâu. Ờ, thế sao anh đưa tôi vào đây? Mình sẽ đi bộ theo lối kia, tiện về nhà tôi. Nhà anh? Dế mới cười. Chẳng phải là cô không biết nên đi đâu đó hả? Tôi sống cùng với dì Dượng, họ rất là thương tôi. Cô cứ vào tá túc tạm, không cần ngại đâu. Tôi không có ngại, nhưng mà dì Dượng... Hả? Cô đừng nói là quên cả cách xưng hô trong gia đình đấy nha. Hai người bước đi qua những thùng hàng, hướng về phía cửa phụ. Không, ý tôi là sao anh lại sống cùng họ, cha mẹ của anh đâu? Dế mới bặm môi, giọng đầy trầm lắng. Mất rồi. Ờ, xin chia buồn cùng với anh. Năm tôi lên 10, vùng tôi ở trước đây có phiến quân. Cha tôi phải đi lính. Thời gian sau thì nghe tin ông đã tử trận. Mẹ tôi buồn rầu, cũng đổ bệnh rồi, không có khoa khỏi. Tôi lại chẳng có anh em. Người trong họ ai cũng nghèo khổ nên chẳng ai dám cừu mang. Những ngày đấy tôi đi xin ăn để sống qua ngày, được bữa nào hay bữa đó. Một năm sau thì tôi bị phong hàn, nằm lay lắt ở ngoài đường. Trong cái cảnh sống dở chết dở, chắc là trời Phật xót cho phận tôi. Dì Dưỡng mới đến tìm rồi quyết định nhận nuôi tôi. Gia đình họ cũng chẳng mấy khá giả, ngặt hơn nữa khi lại không có lấy mụn con. Và họ đối xử với tôi rất là tốt, xem tôi như là con ruột. Nếu mà không có dì Dượng, chắc là tôi chẳng còn sống ở đây để nói chuyện cùng với cô đâu. Trước những cái lời vắn tắt về hoàn cảnh rất đỗi xót xa, cô gái mới thở dài. Không ngờ là quá khứ của anh bi đát đến như vậy, thật là đáng thương đó. Không đâu, tôi thấy cô mới đáng thương, đến bản thân là ai mà còn chẳng nhớ được kìa. Anh thật tốt bụng. Hai người mới bước qua khỏi cửa phụ, nơi đây có chiếc đèn lồng treo cao. Nhờ thứ ánh sáng ấy, Dế đã nhìn rõ hơn cô gái đi cạnh bên mình. Mái tóc người ấy dài thướt tha, đang bồng bềnh theo ngọn gió. Một hương thơm thanh khiết khó tả, nhẹ nhàng thoang thoảng vào mũi khiến cho Dế trơ ra. Khuôn mặt làn da cô dẫu có lẫn những vết bụi bặm, nhưng mà cũng không thể nào làm lu mờ sắc trắng tươi tựa như là một cánh nhài. Đôi mắt sáng, ánh sự thông minh trìu mến nhìn chàng trai. Một nụ cười hiền hòa điểm trên bờ môi hồng màu hoa liên, trông mới yêu kiều làm sao. Tất cả khiến Dế phải bất động trong khoảnh khắc. Chưa khi nào mà chàng gặp ai xinh đẹp tới nhường này. Anh sao vậy? Anh? Tôi... Dế vội dụi mắt rồi liếc qua hướng khác, che giấu cái sự mê mẩn khi ngắm nhìn một cô gái tựa tranh vẽ bước ra. Tôi đang có suy nghĩ nên gọi cô là gì đó mà. Dế bất giác trông vào bộ áo người bước cạnh mình đang mặc. Dù lấm lem máu khô, Dế vẫn nhận được ra điều gì đó. Chàng ngạc nhiên vô cùng. Ê, cái này là... Sao? Tôi đã từng gặp người mặc kiểu áo này lúc ở Kinh Thành. Để tôi nhớ xem. Phải rồi, đây gọi là đầm Tây Phương. Chỉ có con cháu nhà giàu sang phú quý lắm thì mới ăn mặc kiểu như này thôi. Thật đó hả? Dế mới đánh một vòng quanh người con gái đang ngây ngô nhìn anh. Chàng trai mới thốt lên. Có khi cô là tiểu thơ trong gia đình viên ngoại đó. Viên ngoại? À, tức là nhà giàu nứt vách đó mà. Ờ, vậy làm sao tôi tìm được người thân đây? Dế nhanh chóng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, không cho rằng cô gái kia là thứ gì đó thần bí nữa. Anh mới phỏng đoán là có thể vì nhà sang, thầy giỏi, được học cả võ nghệ từ bé, cô ta mới mang những khả năng đặc biệt đến khó hình dung. Còn hổ tinh thì đâu chỉ cô ấy nói, dân trong vùng cũng luận thế, dẫu chưa có gặp lần nào. Đừng lo, cứ về nhà đã,
sáng mai tôi sẽ mời thầy lang. Hy vọng ông ấy có thể giúp cô hồi phục được trí nhớ. À, nhưng mà khoan, áo cô bê bết máu kìa. Cô bị thương ở chỗ nào không đó? Có cảm giác đau nhức không? Không, tôi rất khỏe mà. Hai người mới rảo bước giữa cánh đồng thơm mùi lúa chín, qua khỏi những hàng cau, nơi dãy sinh sống đã hiện ra trước mắt. Một ngôi nhà đắp đất, mái ngói sờn cũ, không quá lớn. Tuy vậy trông thật là bình dị và ấm cúng. Bên trong thì vẫn còn sáng đèn. Khuya thế này rồi mà dì Dượng vẫn còn thức. Kể từ hôm mà giấy đi, ngày nào vợ chồng ấy cũng ngủ muộn, mong ngóng cậu trai trẻ bình an trở về. Nghe tiếng gọi ngoài ngõ, cả hai mới mừng rỡ. Họ vội ra mở cửa. Dế ôm lấy dì Dượng một cách thắm thiết, như thể đã xa nhau tựa rất lâu rồi. Được lát chàng mới giới thiệu về người đang đứng ở sau mình. Đôi vợ chồng lớn tuổi nhìn cô ta mà không chớp mắt. Họ đều ngưỡng mộ trước vẻ xinh đẹp lẫn cái sự lễ phép từ cô. Dì Dượng cảm thấy vui khi từ nay nhà có thêm thành viên mới. Một gian phòng dành cho khách, cô gái sẽ ở lại tại đó. Người dì mới cười ngượng. Thật ngại mà, để tiểu thư phải ngủ chỗ giường ọp ẹp. Sáng mai tôi sẽ bảo thằng Dế đóng nhiều cầu chiếc mới. Dạ, thôi không có sao. Mà đừng gọi con là tiểu thơ nữa ạ. Hãy xem con như là anh Dế đi gì. Ui, lại còn dễ thương quá kìa. Con biết không, ta từng ước mơ có một đứa con gái đó. Ta sẽ đặt tên cho nó là Phương Linh. Ta không có thạo chữ nghĩa, nhưng mà nghe người ta bảo Phương nghĩa là thơm ngát, thanh khiết của cỏ cây. Linh tức là nhỏ nhẹ đó. À, tên ý nghĩa thật đó. Vậy dì ấy gọi con là Phương Linh nha. Tuy là chỉ vừa quen biết, người dì đã cảm thấy thương mến cô gái trẻ kia vô cùng. Sau hồi chuyện trò, họ chào nhau rồi mới trở về phòng. Sáng ngày hôm sau, khi tia nắng hồng vừa chớm trên những nụ hoa, Dế rời khỏi nhà. Như thường nhật anh đến trại coi việc. Còn dì thì ra chợ, tiện dẫn Linh đến chỗ lý trưởng, báo là có người mới vào làm. Rồi ghé cửa hiệu thầy lang và đi hỏi xem có ai quen hay biết cô ta hay không. Vào trại thì Dế hăng say bắt tay ngay vào công việc. Khiêng vác, chuyển nông sản lên xe, dọn dẹp kho. Vì là một người chăm chỉ, cả cái kẻ hà khắc nhất chỗ này là gã đốc công cũng quý mến chàng. Khi mà mặt trời vừa lên cao, lão ta bảo Dế vào nghỉ ngơi xơi nước rồi chập hẵng làm tiếp. Khác với Dế, anh bạn to béo tên là Bốn không phải là người làm công chính thức cho trại đây. Thông thường thì khi ai cần sẽ thuê Bốn, tức là chàng ta đủ nghề. Thời gian gần đây thì trại nhiều việc hơn, do đó Bốn làm tạm, chủ yếu là muốn phụ giúp Dế. Hơn nữa gốc gác của Bốn không vừa, liên quan đến chi huyện, chức cao hơn cả cai tổng, nên vào đây chẳng kẻ nào dám to tiếng hay là ép việc cho anh. Hai chàng trai ngồi gần cổng chính uống cốc trà. Dế bèn kể cho bạn mình nghe về cái chuyện đêm qua. Thích ghê nha, có tiểu thơ xinh đẹp vào nhà mày ở đó hả? Cặp mắt Bốn béo sáng rỡ. Phải giới thiệu ta làm quen với cổ đó. Dế cười. Đúng là cái thằng mê gái. Tao đang dự tính, nếu mà không tự tìm được người thân cho cô ta, này mai có lẽ nên đi trình báo ông tri huyện. Việc này phải nhờ mày đó. Ừ, được, hợp lý. Cô ta là con nhà quyền quý, sớm muộn gì cha mẹ cũng đi hỏi các địa phương. Tin ở ngoài tổng người ta sẽ biết đến nhanh hơn. Nhưng mà dạo này cái ông tri huyện cũng bận lắm đó. Họ nhà tao sắp tổ chức tiệc, e là phải qua cái đợt này. Đúng lúc đó, chợt có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Sát bên trại là khuôn viên tổng lại, nơi làm việc của cai. Hình như là có ai báo án kìa, ra xem thử nào. Bốn hiếu kỳ kéo Dế bước đến cửa. Họ ngó sang thì thấy một người phụ nữ vừa khóc lóc vừa cầm dùi đánh trống. Phần 4. Mấy viên lính bước ra, người đàn bà vội quỳ rạp xuống. Kính xin các ông giúp đỡ cho. Chuyện gì? Dạ bẩm, tôi là mẹ của Diên Thúy. Con gái tôi đi thăm nhà ngoại ở làng này, nhưng mà đã gần 2 hôm nay chưa thấy về. Cùng lúc đó thì cụ cai tổng tiến tới. Cái bụng ục ịch của lão ta nhấp nhô theo khói từ tẩu bốc ra. Lão phì phèo hơi thuốc, ồ ồ lớn giọng. Diên Thúy nào vậy? Dạ bẩm ông lớn, là hoa khôi của tổng Bách Trì này ạ. Hả? Nhiều thôn nhiều xã thì hợp lại mới thành một tổng. Do vậy người nào mà được đề chức hoa khôi, vượt qua biết bao nhiêu cô gái về phẩm chất đức hạnh, tài nghệ cầm kỳ thi họa,
thì cả vùng rộng lớn không ai là không biết tới. Bọn lính lẫn gã cai hoài nghi. Thật không? Diên Thúy xinh đẹp rạng rỡ, còn bà này xấu quá vậy, sao là mẹ của cô ta được? Tôi làm sao dám dối trá nửa lời, xin các ông giúp con tôi. Khi đấy thì có chiếc xe ngựa chạy đến, dừng lại ngay trước tổng. Màn che vừa mở ra, một chàng trai mặc áo gấm khoan thai bước xuống. Kính chào cha. Là cậu ấm con nhà cai tổng, tên là Phán. Không chỉ mang vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, anh ta còn có học thức uyên thâm, từng là trạng sư nổi danh khắp tỉnh. Nay về nắm chức quan chánh thất phẩm, huyện thừa, lo công văn sổ sách trong cấp sở tại. Phán là biểu trưng mà đời nhìn vào đều ngợi khen, thán phục, ứng với câu con hơn cha, nhà có phúc. Trông thấy người phụ nữ đang khóc lóc, Phán tức khắc nhận ra. Cho tôi hỏi là bác đây có phải là mẹ của Hoa Khôi Diên Thúy hay không? Dạ phải, là tôi ạ. Cai tổng mới vuốt cằm. Ờ, hóa ra là mụ này nói thật à. Con đã từng gặp qua bác đây rồi, bác có sở thích mặc áo đỏ, nhưng mà cái chuyện chi thế chả? Vào buổi sáng của ba ngày hôm trước, Thúy sang thăm nhà ngoại. Trước khi đi cô bảo chỉ ở lại bên đây một đêm, nhưng mà sang đến đêm thứ hai vẫn chưa thấy đâu. Gia đình lo lắng, bèn đi đến nhà ngoại dò hỏi. Theo lời từ những người ở đấy nói, trưa hôm qua cô gái đã ra về. Vài bác trong họ có ý dùng xe ngựa đưa cô, nhưng mà sợ phiền đến họ, Thúy mới xin tự đi bộ. Và lại đường từ làng Ong về làng Thị Mạc không có xa, chỉ mất có nửa canh giờ. Đồng nghĩa với việc Thúy đã mất tích từ thời điểm đó. Mọi người gấp rút đến trình với lý trưởng. Tuy nhiên ông ta cho rằng mới chỉ vỏn vẹn có một ngày, chưa thể nào kết luận là mất tích. Còn nói, tuổi xuân phơi phới, không chừng là cô ả đang cặp kè với gã nào rồi. Gia đình Thúy tức giận trước lời bỡn cợt. Họ tin con gái mình không phải hạng chắc nết. Tới sáng nay tung tích của cô gái vẫn mờ mịt. Biết là không thể nào trông chờ vào làng nữa rồi, người mẹ bèn tự thân tới tổng với mong nguyện có thể tìm được sự giúp đỡ. Phán mới đăm chiều. Cái việc này, anh rõ là nếu mà cô gái trẻ trung xinh đẹp không đi cùng ai, muôn vàn hiểm nguy vây lấy là cái chuyện ắt dễ xảy ra. Nhưng mà vì không muốn mẹ Thúy thêm lo lắng, Phán mới gật đầu. Phong suy bất đoạn vũ trường lưu, lão tận quý hầu đạo vĩnh lưu. Bác hẳn cứ an tâm, tôi sẽ điều người đi để cáo thị ngay, mở rộng tìm kiếm. Xin tạ ơn ông, xin tạ ơn ông ạ. Xế và bốn mới chu mỏ nhìn nhau. Quả thật không hổ danh là vị quan được lòng muôn dân đó. Tao ngưỡng mộ ánh lắm mà. Bằng tuổi tao với mày mà làm bao nhiêu việc lớn. Bốn tấm tắc ngợi khen. Dế mới gật gật. Đúng vậy mà, cả phong thái cũng rất là xuất chúng, thần tượng của tao đó mày. Nhưng theo mày nghĩ, cô Thúy đó đang ở đâu? Ê ê, có khi nào người mày kể là Thúy đó không? Bậy nào. Năm ngoái tao với mày cùng đến xem kỳ hoa khôi, tao phải biết mặt cô chứ. Và lại cô ta đâu phải nhà giàu mà ăn mặc đồ Tây. Không tin nha, chiều nay mày phải dẫn tao đến gặp để kiểm chứng đó. Cái thằng này biết cách kiếm cớ thật đó. Một ngày làm việc thì chóng vánh qua đi, hai chàng trai cùng nhau ra về. Dưới nắng chiều bỗng một người đến gần họ, là bác của bốn. Ông ta có việc riêng nói với chàng, vì vậy Dế mới về trước. Tới ngõ nhìn qua dậu, anh chớp mắt ngạc nhiên. Linh đang mặc bộ áo nâu của dì, bình dị nhưng mà vẫn đáng yêu làm sao. Bàn tay mịn màng chất tiểu thư của cô đang nhặt những cái cọng rau. Có vẻ đây là lần đầu tiên Linh làm công việc này. Ấy vậy mà cô rất là nhanh nhẹn, khuôn mặt còn tỏ vẻ thích thú nữa kìa. Chào cô, tôi về rồi đây. Chàng trai vui vẻ bước vào. À, anh Dế. Thôi, để đấy tôi làm cho. Anh làm đi vậy. Đến giờ mặc dù đã cùng dì đến nhiều nơi trong làng, nhưng Phương Linh vẫn chưa tìm được người nào biết hay là từng gặp qua cô. Điều này cũng hợp lý mà thôi, bởi nếu mang thân phận một tiểu thư đài các trong nhà phú quý thì ngày đêm chỉ quanh quẩn ở chốn vườn rộng tường cao. Chuyện từng bước ra khỏi cửa cho bàn dân thiên hạ rõ mặt thật là khó xảy ra. Chớ có buồn, tôi tin cô và gia đình sẽ sớm được tao phùng cùng nhau. Tôi đâu có buồn đâu, Linh nở nụ cười nhìn vào trong. Ở đây dì dượng đối xử với tôi rất là tốt,
còn không cho tôi động tay vào việc gì cả đó. Hả, vậy... Linh mới nhìn xuống rổ sau. Dù sao thì cũng đang ở nhà anh mà. Nếu không phụ giúp được gì, tôi áy náy lắm. Tôi bảo dì Dượng ra sau vườn thưởng trà, mọi việc cứ để cho tôi. Vất vả cho cô quá mà, cô khách sáo rồi. Mà nhờ vậy tôi có thể đoán, gia đình của cô rất là biết cách dạy con cái trọng lễ nghĩa. Chẳng những vậy, chắc từ nhỏ cô đã được đào tạo thành nữ công gia chánh. Hiếm có, quả là hiếm có mà. Ủa, nhưng nãy giờ cô ngửi thấy mùi gì khen khét không đó? Ê chết, tôi đang nấu tóc. Nấu tóc ư? Họ mới vội vòng ra sau bếp. Dế choáng váng nhìn vào cái nồi đã cháy đen thui, chàng cuống cuồng tạt nước. Cô nấu tóc làm cái gì? Ờ, chứ chẳng phải là tóc chín là sẽ thành cơm hả anh? Dế mới vuốt mồ hôi trên trán, ngó xong mấy lát thịt to tổ chàng trong bát. Con cá thì đang bơi lội giữa chảo chiên ngập nước. Có lẽ là người cần ra sau vườn thưởng trà là cô đó. Đúng lúc ấy, giọng của bốn ồn ào bên ngoài. Nghe rồi, cô đó, tôi phải dẫn cô đến thầy lang khám lại thôi. Đừng, ông ta nói tôi bình thường mà. Dế bước trước, Linh vẫn ở lại bếp để xử lý đống hoang tàn do mình gây ra. Chàng béo thì đứng trước dậu hóng hớt nhìn vào. Làm cái gì lâu vậy, chờ mãi không ai ra mở cửa. Ở nhà tao có cửa sao mày? À, mà mọi lần mày đều lao vào như nhà mày còn gì nữa mà hỏi. Bốn lấy từ trong người ra cái phòng thử. Hôm nay thì khác nghen, sắp được dự tiệc lớn rồi, lịch sự lên, văn hóa lên nào. Hai chàng trai mới ngồi xuống ghế chè. Cái gì đây mày? Ờ thì cứ đọc đi. Tao đâu có biết chữ. Ờ, mày có nhớ trước đây tao kể mày nghe về chuyện ông Chi Huyền cho xây mới đền thờ tổ hay không? Bốn đứng dậy, khuôn mặt tự hào nhìn trời mây. Này đã hoàn tất rồi, vài hôm nữa sẽ tổ chức lễ tạ thần đó. Tức là khánh thành ấy hả? Bốn nhoẻn miệng. Chính xác. Hôm đó thì tha hồ mà ăn uống non nề. Chúc mừng mày nha. Phải chi họ nhà tao cũng có một nơi để con cháu hướng về cội nguồn. À nhưng đền thờ là nơi tôn nghiêm, sao mà tổ chức tiệc được chứ? Bốn mới phì cười. Do mày chưa đến đấy nên không biết thôi. Quanh đền thì nhiều vườn hoa rộng lớn, một viên thôi đã rộng bằng cái đình làng mình rồi đó. Ui, quy mô đến thế cơ à? Đúng vậy, cho nên tổ chức tiệc cần nhiều nhân công. Mày là bạn thân của tao, đây là dịp ngon để kiếm tiền, không thể mà không rủ mày được. Chỉ cần phụ việc một hôm, lãnh ngay 10 tiền, chưa kể là có quà bánh mang về kìa. Thích nha, vậy thì cho tao một chân nha. Hê hê, dĩ nhiên rồi, thu xếp đi mày. Anh Dế ơi, tôi nấu xong rồi đây. Linh mới bước ra. Khuôn mặt cô lúc này bám đầy lọ nghệ. Đã vậy quần áo sộc sạch, tóc tai rối mù không khác gì tổ quạ. Tôi đã hóa kiếp cho con cá rồi. Bốn ngẩn người, há mồm trợn mắt nhìn cô gái đang hớn hở tiến lại. Anh lập tức kéo Dế sát gần mình. Tiểu thơ xinh đẹp đấy à? Đúng đó, thấy thế nào mày? Thằng khốn nạn mày lừa tao à? Và phần này đến đây là hết. Chuyện đến giờ thì nó vẫn khá là êm đềm, kể về miền Bắc một vài trăm năm về trước thôi. Và mình chú thích một chút nhá, cái đoạn mà anh Phán làm quan kia nói với mẹ cô Hoa Khôi thì là phong suy bất đoạn vũ trường lưu, lạo tận quý hầu đạo vĩnh lưu. Thì trích theo thơ của Vũ Cố Đại Vương, tạm dịch nghĩa là mưa không ngơi, gió không ngừng, sau trận lụt sẽ có nhiều phù sa để lúa tốt tươi. Ở cái trường hợp này thì ý của anh Phán là muốn động viên mẹ Thúy là có niềm tin và hy vọng. Nó rất là hay đúng không? Nó cái chuyện này nó nhẹ nhàng, nó bình thường thôi, nhưng mà đảm bảo là sau còn nhiều tình tiết rất là kinh dị nữa. Anh em hãy cùng đón xem tiếp. Và nếu xem đến đây rồi thì còn ngại ngần thẹn thùng gì nữa mà không nhấn like cho tôi ngay và luôn. Mà nếu quý hơn nữa thì hãy để lại một bình luận và đăng ký kênh Đảo Kinh Dị nhé, để chúng ta hãy sang phần tiếp theo ngay và luôn. Phần 5. Trời chập tối, sau khi dùng bữa, Dế và Linh ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Lễ của họ nhà Chi Huyện, rất nhiều người tiếng tăm được mời, cô nên cùng tôi tới đó, biết đâu sẽ có kết quả mà. Linh ủ rũ, chẳng đáp.
Cô sao vậy, Phương Linh? Người con gái ấy đăm đăm nhìn chàng trai, nấc lên nghẹn ngào. Anh Dế, có phải tôi phiền phức quá, anh đang muốn tống cổ tôi đi càng sớm càng tốt hay không? Dế mới vớt mặt. Đã nói đúng rồi lại còn nói to nữa kìa. Hả? Cái gì? À không, việc chi thì cũng cần thời gian mà. Tôi chỉ đang cảm thấy hơi đau bụng sau khi ăn con cá đó mà thôi. Bỗng phía bên ngoài nhiều tiếng bước chân ồn ào. Một đoàn người thì kẻ cầm đèn, kẻ cầm đuốc chạy ngang qua. Dế bèn tới trước cổng, có vài viên lính chẳng quen đi trong toán ấy. Cái chuyện gì vậy mấy ông anh? Một tên mệt mỏi đáp. Đang đi tìm người, Diên Thúy đó, biết chuyện không? Hả? Vẫn chưa có tung tích cô ta sao? Thì mới tìm được một lá thư gần bìa rừng, nghi là chữ của Diên Thúy. Ôi, thế thì tốt quá rồi. Không tốt đâu. Nội dung ghi là: mẹ ơi đừng nhập chàng. Chẳng hiểu là có cái ý gì. Nhập chàng? Do nó mà giáo giết cả ngày nay ông Tổng chưa cho nghỉ nữa. Đuối quá mà. Thôi tao đi trước đây. Xong người mới rời khỏi, Linh vội đến bên Dế. Diên Thúy là ai đó vậy anh? Một hoa khôi, cô ta mất tích mấy hôm rồi. Hiểu nhập chàng là cái gì không? Không ạ, nhưng mình giúp họ đi anh. Linh mới cầm cây đèn dầu, lôi Dế ra khỏi nhà. Họ rảo bước trên con đường đêm. Chàng trai mới ôm bụng. Cô phải đợi tôi giải quyết đã chứ? Không được, anh thấy mà, trời thì lạnh giá, người dân vẫn cùng nhau đi tìm rất là đông. Chúng ta không thể nào ở nhà nệm êm chăn ấm cho được. Cô nói vậy làm tôi hổ thẹn quá đó. Cô nghĩa khí còn lớn hơn tôi tưởng kìa. Linh mới lắc đầu. Không phải. Bỗng người con gái ấy xoay xoắt đầu về phía trời đêm. Tôi đang có một linh cảm rất lạ. Hướng này. Họ cùng nhau băng qua những cánh đồng, đến đất của làng kế cận. Linh cứ như vậy bước đi rất là nhanh, hết lối này rồi lại qua lối khác. Dế không rõ là người kia có chủ đích tới nơi nào đó hay không, anh chỉ biết cố bám theo sau. Thời gian thì trôi qua, mới đấy trời đã về khuya. Những cái tên gọi, tiếng bước chân ngày một ít dần. Cuộc tìm kiếm những vô vọng suốt ngày dài đã sắp kết thúc rồi. Lúc này thì giới ấy tới ngã ba nọ, chàng bắt gặp mẹ của Thúy và vài lính lệ mà anh không có quen đang dừng chân nghỉ mệt. Trễ quá rồi, về thôi bà ơi. Người phụ nữ khuỵu bên tảng đá, rơm rớm nước mắt. Vẫn chưa tìm được con mà, sao tôi đành lòng chứ. Bà nãy đã gặp, lại thêm cái áo đỏ chót, nên Dế biết người ấy, chàng mới tiến lại. Bác, sức khỏe là quan trọng mà, bác cứ nên về nghỉ ngơi đã, sáng mai tiếp tục tìm. Đúng đó, bà có còn đi nổi không, hay để tôi cõng cho. Mấy người lính thì cần đến trình cai tổng, Dế và Linh thì về làng ong. Người phụ nữ kia thì phải thêm một đoạn xa nữa để trở lại thị mạc. Con đường gần nhất để họ cùng đi qua đó là một cây cầu tre. Đây là nơi ít ai dám tới gần khi màn đêm buông xuống. Cũng bởi ngày trước có một toán phiến quân nổi dậy bị triều đình đuổi đánh tới vùng này. Chúng chạy vào làng rồi dùng cầu ấy làm nơi ẩn nấp cố thủ. Dưới kênh nước chúng bố trí vô số cọc tre vuốt nhọn, tìm đủ chiêu trò để đối phó. Tuy nhiên là với binh lính tinh nhuệ, triều đình mau chóng dập tắt âm mưu của những kẻ phản quốc. Xác phiến quân thì trôi lềnh phềnh đầy dưới kênh. Nhiều tên bị chính cọc do chúng làm xuyên thấu ruột gan, màu máu nhuộm đỏ hết cả một vùng nước. Để làm gương cho những kẻ đang nuôi ý định tạo phản, không lực lượng nào được cử đi dọn chiến trận. Do vậy thì chỉ vài hôm, mùi hôi của bao nhiêu xác chết thối rữa đã nồng nặc khắp cả khu vực. Ngày đêm tiếng quạ kêu vọng vang, chó hoang chu chéo liên hồi, làm những người xa xa đều rùng mình. Một năm sau đó, những lời đồn thổi về câu chuyện ly kỳ tại cầu tre bắt đầu xuất hiện. Vào giấc chiều tà, một số người cho rằng khi mà họ đi ngang qua đê đều trông thấy mấy cái cục đen ngòm bóng nhoáng đang bám vào cây cầu. Thì thoảng thì những tiếng khóc, tiếng gào, tiếng cười man dại từ bên dưới vọng lên. Đến người được cho là can đảm nhất cũng chẳng hề dám bén mảng tới đây. Những năm trở lại đây, nhiều thầy cúng được mời đến để xua đi cái sự u ám của vùng nước.
vì dù sao đó cũng là vị trí giúp việc di chuyển giữa các làng thuận tiện hơn. Nhưng mà với những cái tích siêu nhiên không ngừng bị tô vẽ, cho đến nay thì ngay cả ban ngày cũng hiếm ai đi ngang qua đoạn đó. Giờ thì người nào người nấy đều mệt lả, tiết trời thêm lạnh khiến cho mấy ông lính chỉ muốn nhanh được về nhà ngủ nghỉ. Thế nên là họ thà đi qua cầu tre còn hơn là phải đánh một vòng dọc con đê. Đông người mà, việc cái chi mà phải sợ, một ông lính dẫn đầu dõng dạc. Những người theo sau thì cũng chẳng có vẻ gì đắn đo. Về phía Linh thì trông cô rất là hứng khởi sau khi nghe chuyện cầu tre từ Xế. Những người theo sau cũng chẳng có vẻ gì là đắn đo. Về phía Linh trông cô rất là hứng khởi sau khi nghe chuyện cầu tre từ Xế. Còn chàng trai liếc dọc liếc ngang, rụt rè trong mỗi bước chân, mồm cứ lắp bắp tìm cớ khuyên ngăn. Hay thôi các bác ơi, nhiều người quá, nhỡ đâu đi qua cầu sập thì sao? Mấy ông lính mới cười lớn. Này, chú em, chồng cũng nghĩa hiệp theo giúp đỡ, mà sao nhát gan quá vậy? Có vợ rồi thì bản lĩnh lên chứ? Vợ? Ê, cái cô này không phải vợ tới đâu. Linh mới nhìn Dế. Họ nói vậy nghĩa là sao á anh? À, mấy người đó thấy mình đi chung nên hiểu nhầm đó mà. Không, vợ nghĩa là gì á? Dế cau mày, anh mới ngẫm. Lạ thật, cô gái này khó hiểu quá. Chuyện thì rất tỏ, chuyện thì lại mờ tịt. Thì giống như dì Dượng tôi đó, họ là vợ chồng sống cùng với nhau. Thế đấy hả? Vậy thì tôi với anh Dế cũng là vợ chồng rồi mà. Chàng trai vuốt mặt. Có thời gian tôi sẽ giải thích cho cô. Mãi nói chuyện với Linh, Dế vừa hướng về trước thì đã thấy cầu tre hiện dần sau những cái lùm cây âm u. Áng mây trên cao chẳng rõ phủ lấp lấy chẳng tựa lúc nào. Quang cảnh thì tối tăm, chỉ còn ánh sáng le lói từ mấy chiếc đèn lồng lính lệ đang cầm đung đưa. Bất chợt có giọng ai đấy ồm ồm. Đừng qua cây cầu đó. Một bóng đen lom khom bò ra từ bụi lùm, Dế hoảng hồn nấp ngay sau lưng lính. Mấy ông lính mới nhíu mày soi đèn. Hừ, tưởng ai? Là Hợi, một kẻ nghiện rượu. Gã ta suốt ngày chìm trong hơi men, ngủ bơ ngủ bụi. Tỉnh được chút thì lại lang thang đủ nơi, canh trộm vặt. Gặp hắn ở đây cũng chẳng có gì là lạ. Không muốn lên tổng ăn đòn thì cút, nhanh. Gã Hợi đưa chai rượu lên, lè nhè đáp. Mấy cái ông lính này sống nhờ dân, đừng có lộng quyền. Tôi có ý tốt muốn khuyên các ông thôi. Hắn mới ngước lên trời. Hôm nay không trăng ma quỷ được thời, bàn nãy tôi thấy bọn nó mò lên cầu mới ra đây ngủ đó. Vớ vẩn, uống cho lắm vào. Ở đây chỉ có một con ma, là ông đó. Ma men, cút. Gã Hợi mới cười khe khe, bước đi loạng choạng. Nhìn thấy Linh đang chăm chăm vào hắn, tên ấy mới suýt xòa. Ý, em gái này đấy đà ghê ngàn, đi chơi cùng ta không nào cô em. Đề tiện. Linh lờ một phát rồi ngoảnh mặt đi. Bóng của gã say dần khuất sau màn đêm, Dế vẫn dõi trông theo. Có khi nào ông nói thật không ta? Đến cây cầu lắt lẻo, ông lính đi đầu chẳng ngại mà bước lên. Những người khác thay phiên nhau nối đuổi tiếp. Họ đều bám chặt vào thanh tre ngang, hết sức cẩn trọng trong từng nhịp chân. Khi người lính cuối cùng đã sang đến bờ bên kia, mẹ của Thúy mới tới được nửa cầu. Bà sợ nên không tự tin đi nhanh. Theo sau đó là Linh và Dế. Trong lúc chàng trai còn đang cố soi đèn cho hai người phía trước, bỗng nhiên Linh mới lớn tiếng. Có âm tà, cháy! Bất tình lình một trận gió mạnh ào ào thổi ngược hướng những người còn đang trên cầu. Các thanh tre bắt đầu lắc lư. Thật khó là tưởng tượng, từ bên dưới kênh nước đen ngòm kia, vô số âm thanh lạ đột ngột vọng lên. Đó là những cái giọng cười đầy quái đản, xen lẫn tiếng gầm rú. Không chỉ vậy thì trong phút chốc, nước bắn lên tung tóe. Như thể là đang có hàng tá người ở dưới đang đùa giỡn, hất nước lên vậy. Kinh khiếp trước những cái điều quái dị đang diễn ra, mấy ông lính mới là ó. Chạy, chạy mau thôi! Bọn họ vác giò lên cổ, lùi qua những bụi cây. Mặc cho vẫn còn ba người mắc kẹt ở trên cầu. Mẹ của Thúy lẫn Dế là ý ới,
họ ra sức bám thành chắn đang chuyển động tới lùi, không dám dịch đến dẫu chỉ nửa bước. Riêng Linh thì vẫn rất là bình tĩnh. Mặc kệ chúng, đừng có đứng đấy nữa, mau chạy đi bác ơi. Người phụ nữ phía trước Linh đang rất là hoảng sợ, nước thì cứ bắn lên, thân cầu trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Người ấy lắc đầu liên hồi. Không, không được, tôi ngã mất thôi. Bác đừng có lo mà, nếu có chuyện gì cháu sẽ đỡ bác. Chạy đi, không còn thời gian nữa đâu. Cây cầu tre thì quá là hẹp, mẹ Thúy thì vẫn chôn chân lưỡng lự, Linh và Dế chẳng thể nào tiến tới thêm. Và có lẽ điều mà bằng cách nào đấy Linh phỏng đoán được đã chóng xảy ra. Một âm thanh lớn đột ngột vang lên. Rắc. Đoạn cầu phía trước mẹ Thúy nứt gãy, những cái bó tre bùng lên, mấy thanh ấy chọc ngược, chúng hướng về phía người đàn bà. Cẩn thận. Linh mới lao về phía trước, chỉ còn vài bước nữa thôi cô sẽ đến chỗ mẹ Thúy. Bất chợt cái âm thanh răng rắc lại dấy lên, kèm theo đó là tiếng oái của Dế. Linh mới xoay thắt đầu. Phần cầu sau lưng cũng đang có dấu hiệu tương tự. Những cây trống bên dưới kênh đang thay phiên nhau gãy làm đôi. Chàng trai gắng gượng bám vào thanh ngang, chỉ vài nhịp nữa thôi anh chắc chắn sẽ rơi xuống dòng nước với biết bao nhiêu thứ quái ác. Dù là trong tình thế đang bị đe dọa tới tính mạng, Dế vẫn nhắm mắt là to. Cô tìm cách thoát thân đi, giúp bác ấy trước đi. Linh thì đang phải đứng giữa sự chọn lựa, cô chỉ có thể cứu được duy nhất một người, không đủ thời gian để nghĩ ngợi gì thêm. Linh lập tức đạp chân vào bó tre bên dưới. Và tập ngày hôm nay cũng kết thúc ở đây. Liệu là mẹ Thúy, Thúy là cô Hoa Khôi nhá, còn đây là mẹ của Thúy đang đi tìm con gái của mình đang bị mất tích, mẹ của Thúy có được cứu hay là Dế sẽ bị chết dưới dòng sông, và những cái âm tà đang ở dưới lòng sông là gì, chúng sẽ đáng sợ ra sao? Thêm vào đó nữa, có một chi tiết chúng ta cực kỳ phải để ý. Đó là cái cô Hoa Khôi Thúy ấy, khi bỏ đi thì đã để lại một mảnh giấy ghi là mẹ ơi đừng nhập tràng. Cũng đúng với tiêu đề của cả bộ truyện này luôn. Vậy thì mẹ của Thúy có phải là quỷ ma hay là một cái gì đấy kinh khiếp hay không, mà chính người con gái cũng phải bỏ chạy? Chúng ta hãy cùng đón xem trong những tập tiếp theo nhé. Bởi vì còn rất nhiều cái điều hấp dẫn để chúng ta chờ đợi. Về video này thì nếu anh em thấy like, nếu anh em thấy hay, đừng quên like và share video. Thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân thành cảm ơn các bạn đã đón xem.